Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình cùng JT tiếp tục với game Minecraft chủ đề Sích Quơ. Thì hôm nay mình đang mặc cái bộ đồ đó chính là bộ đồ chú bưu vệ. JT sao mày đứng im vậy JT? Mày đứng im làm gì vậy? Ơi đừng chém tao chết đó mày, đừng có ngu. Ê sao mày có cái nón đỏ rồi vậy? Nón Pokemon đó mày. Đỉnh không? Đẹp không? Đẹp không? Mày đi từ từ cái nồi á. Đừng có chém tao. Ấy à, mày ghim ngay đít tao luôn mày. Quýnh không? Giờ mày quýnh lộn không? Giờ mày quýnh lộn không? Vô đây. Chu. Tao mặc giáp kim cương rồi, tao không có sợ mày đâu. Chạy cái nồi đứng lại. Ngu à? Ngu. Ê mày quýnh nó bị mất giáp. Ê mà thôi mất độ bền mà đừng quýnh mình. Để tao làm chú bảo vệ đàng hoàng một chút. Đâu á? À, đi tham quan khủng long. Con cái nó nhìn kìa. Con đó nó không ăn thịt mình đâu. À, đầu tiên chúng ta sẽ trở lại cái chuồng của con Kano. Nó tao bị tao khóa mồm nó rồi, nó chỉ thèm thôi chứ nó không có ăn thịt được đâu. Đi vô đây vô chơi nè. Leo được lên nó luôn nè. Mày đừng có lời vậy mày. Rồi bắt đầu nó dồn tao rồi nè. Ôi bắt đầu dồn tao kìa. Ôi con này mập như con heo, đừng có chừng quýnh nó nha mày, quýnh nó chết đó. Đừng có quýnh nó chứ sao ông hỏi thôi ngu à. Thấy mình vô nó mừng hả? Ừ, con này thì nhiều máu mà nhưng quýnh nó lâu quýnh được. Mà sao nó không cắn được vậy? Tao khóa mõm nó rồi, mấy đứa này là nó láo nè, tao khóa mõm nó lại rồi. Cái gì đây vậy? Hả? Cái gì đây vậy? Cái đó là cái gì library của nó mà những cái đó bị lỗi rồi sao á, con không được. Thôi mẹ ở trong chuồng với con Kano đi. Mày quýnh tao mất còn khúc máu à, tao trâu lắm. Ê, đi qua con Ankylo, à quên ha, đáng lẽ mình up up hai con, chứ lại có một con. Có một con tội nó quá. Đấy, vô là phải đóng chuồng lại liền, nó rất là dễ thương luôn. Ê, hình như nó bị kẹt cỏ, sao nó đi không được hả ta? Ê, sao không đi đi mày, sao mày đứng yên một chỗ vậy? À, nặng như con heo. Hình như nó ở một mình nó buồn hay sao á nên nó không thèm đi nè. Mày đi đâu rồi chứ đi? Đây nè. Mày đắp ra làm gì vậy? Nó nhìn. Đi vô trong chuồng nè. Đó nó đi được kìa, nó đi được kìa. Giờ mày bố nó một cái đi, mày bố nó một cái đi rồi mày nó dí mày liền luôn á. Thôi vậy thôi đánh chi. Nó không có quýnh mày đâu, mày tin nó đi, mày quýnh thử cái đi. Quýnh ngay đùi chứ mà không. Thì nó theo kìa. Đó nó theo mày, nó thương mày đó. Ê, cái gì vậy? Đánh gì vậy? Bị tuột. Ủa? Tự nhiên. Nó bị lọt. Ủa sao nó bị lọt à? Đẩy 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 nó lên, đẩy nó lên. Ơi nó bị tuột, cứ ngồi. Đi lên mày. Đi lên. Ơi sao nó bị Ơi sao nó bị không lên được ta? Mày đánh nó chết vô. Tao quýnh bằng tay không mà sao chết được. Con này quýnh tới sáng cũng không chết được nữa, nó chậu lắm mày ơi, anh Kilo là con này ôm om mà. Ủa? Cái nền nó bị gì hay sao mà con này nó bị gì ta? Nó bị sao ta? Ủi, đồ, ủi, ủi nó ra cho tay, ủi nó ra, ủi nó ra, ủi nó ra. Ủi được đâu nè, đi ra mày. Ủa sao tự nhiên có lỗ ra vậy? Tao mới đào tao được cho nó lên, nó bị kẹt dưới đó, giờ nó dí theo mày nữa kìa, thấy không? Con này vô ơn thiệt chứ. Mày biết tao vừa cứu mày lên không mày, con heo kìa. Thôi, chui ra đi, cho nó ở một mình đi. Cho nó khỏi dí thêm nữa. Ê, lỡ nó chung ra luôn sao? Mày đánh quá. Nó chung ra giờ. Cất chun bằng niềm tin. Mấy con đó nó bự chảng à, nó chui ra không được đâu. Nó cày cứu mày, nó mà ra được nó quất cái đuôi dư mồm mày liền đầu tiên luôn. Ý, chúng ta đi qua chuồng con Stego. Yeah. Stego rất là hiền luôn. Ấy à. Mình quýnh nó là nó hung mình hoài luôn á. Thì mình mới làm cái này lên đây để cho nó đi cho nó dễ. Đập hết này đi. Bữa đó đi nó bị kẹt hoài à, nên thôi.
Mày thấy đồ rớt mày lượm hoài có con kia. Tự nhiên có cái lỗ này vậy? Đâu? Con này nó đạp đụng với đâu. Đó, giờ thoải mái rồi. Đáng lẽ là mình up một cặp lận mà nhưng cái con này hiếm quá, mình không có cái T-shop của nó nên là không có thể làm một cặp được. Nếu có một cặp. Sao ráng làm thêm con nữa cho nó có đập con ăn kilo nữa kìa. Cái chuồng bự này lắm luôn, cái chuồng này bự lắm luôn. Nửa mày rảnh hen. Đúng lại. Không mà công nhận nha, cái chuồng con anh con cano là bự đẹp nhất luôn á. Quýnh tao hả mày? Lỡ chúng. Mày quýnh tao bay hết giáp rồi đó. Ôi chúng ta sẽ vô cái lồng chim. Ha ha, cái lồng chim là đã nhất. Mình có cục con thỏ ở đây. Một con thỏ đen. Mình bỏ mấy con khủng long dưới đất đi đi cho đẹp chứ. Mấy con kia. Ờ để tập này ta sẽ làm một con họ nhà chim luôn. Để hay là làm thêm một cái thác nước nữa. Thôi mẹ ơi mày ham thác nước quá, thác nước một cái đủ rồi. Một cái là đủ cho bọn nó uống nước rồi. Bữa sau mình nuôi cá trong đây nữa mà. Nuôi mấy con cá nhỏ, con coca eo á. Ke cò lo gì đó, tao không nhớ rõ cái tên nó lắm. Cái chuồng cây của mình có mấy con chim này mình cột hết lại để ở đây bay cho nó đẹp chứ để mất công nhông nhông ra nó bay đi hết luôn đó. Các bạn thấy con bự không đó, nó bay kìa. Ơi nó bay lui hả? Con này nó muốn ăn thịt mình. Con này yếu lắm, mình bố nó hai bố là nó chết ngắt à. Nên là thôi không nên quýnh nó đâu, chết nó đấy. Đấy một nồi chim ở chỗ này luôn. Đáng lẽ là trong đây là nuôi bờ tornado đầu tiên mà nhưng do bị con gia tiên bị lỗi nên thành ra là mình không thể nuôi được bờ tornado. Mình chỉ nuôi được cái con này thôi. Rồi chúng ta tới tường tiếp theo, đó chính là con đâu con gì Trigger. Ơi đâu ạ, ông đi đường nào vậy? Ơi sao con này nó chui ra ngoài không có chui được đâu cưng ơi. Chuồng này anh thiết kế rồi à. Đúng rồi, mình còn hai con gì đây, Dimorphodon nữa. Từ để bỏ ra đã. Mày đâu vậy Tuy? Đi vô coi tao bỏ con Betenadon, đó là con Dimorphodon ra nè. Nhanh lên. Cho nó ở thác nước ha. Một con, hai con, một cặp luôn rồi đó. Hay là để giày cho đẹp, tao thấy giày đẹp hơn mày. Y như trong cái lồng chim á. Con này nhỏ lắm. Từ từ, để làm cái hàng rào cái đó. Làm cái hàng rào. Ê chết, này là cổng hàng rào mà mình lộn. Chúng ta phải làm như thế nào đây? Ngược lại cái kia thôi. Tao làm cái chỗ để xích con Betenadon, á lộn, Dimorphodon. Đó, một cái ngay đây. Một cái ngay đây. Ê, chạy đâu hả? Ê, chạy mẹ coi. Gì vậy? Nó nhỏ quá, nó bay nhanh quá mày ơi. Không thấy luôn á. Ủa, nó bay kìa. Mày đâu? Hả bưởi. Nó bay nhanh như gì luôn á. Vô. Trời mày, có nó bay kìa. Ôi con này bay nhanh dữ thiệt chứ. Lại cột nó nữa. Cột cho nó đẹp. Y như là mình chơi thả diều vậy. Không có cái rìu đập cái này lâu rồi thiệt chứ. Con này mình chưa tiêm thuốc, chứ tiêm thuốc cho nó là nó sẽ lớn rất là nhanh á. À, để đi để mình tiêm thuốc nó xong. Ta đi qua chuồng con kia cơ chơi chút nè, ta đi làm khủng long tiếp nè. Mẹ ở đó đi nha. Không đi theo thì thôi nha. Đâu? Đấy, ta đi qua chuồng con kia cơ rồi nè. Bên đây cũng có một con BT, ấy là một con Dimorphodon mà những con này nó to hơn con kia một chút rồi. Trong đây thì có mấy cái cây này. Ủa, mấy cái cây này hình như nó mới lớn phải không ta? Nó cao bằng mình rồi nè. Mày đi theo đúng cái đường ta bảo nha. Cứt. Cái cục cứt.
Tao thấy nó lớn rồi mày, nó cao lên bằng đầu mày rồi, mày thấy không? Nhưng mà sao nó không cao được? Hay là nó cao tới đó là hết đát rồi ta? Con kia cơ này cho cưỡi được thì phê lắm luôn á. Đâu mà đen mày, một con xám xám mà một con đen đen trắng chứ, nó phải đen ngự vằn. Con này là lai với ngự vằn nè, tao dùng DNA của ngựa vằn ta trộn với lại DNA của con trâu với lại con chó với lại con mèo thì ta tạo ra con này nè. Chất không? Đây là cái sừng trâu nè. Với lại hai cái bên cái viền của nó là con gì ta? Ai ta không biết, ta đi qua con móng tay dài đây. Đi đúng đường đúng không? Đi theo cái đường nên nó xây đường. Ảo nghe tao coi. Cứt coi cái đầu của mày chứ coi. Đây là móng tay nhọn thì mình đã... Ủa sao nó bự quá vậy? Nó bự lên được kìa. Thì hôm trước bự rồi mà do máy mày không thấy đấy chứ. Đúng rồi. Ờ nó đứt cái dây rồi các bạn ơi, nó đứt cái dây rồi. Ok mình chắc mình sẽ mở ra cho nó luôn. Đó, cho nó tự nhiên đi lại đi. Con này là cực kỳ nguy hiểm luôn. Mình không thể nào buộc nó được nữa. Mình đã lấy ra rồi thì mình không thể buộc nó được lại. Lúc đầu thì nó đứng im, bây giờ thì nó di chuyển hoài, nhìn nó dễ thương ha. Ôi nó to ghê mày. Trong đây là một con đực và một con cãi nè. Nó này nó lướt chứ nó đi cái gì? Ơi con Chica nó có đi không? À Chica có. Ờ ha, con này mày nói tao mới nhìn nữa. Nó lắc lắc cái cổ rồi nó trượt ba tanh vậy. Con Chica nó đi nó có ấy mà. Con này hơi ảo một tí đó, thôi kệ nó đi. Ok, thì bây giờ hôm nay mình sẽ làm một cái loại hoàn toàn mới, đó chính là nó cũng là thuộc loài chim, một con ăn một con đi chạy, tao đợi chạy theo đường của mày nó phải vậy đó chứ. Vãi thiệt chứ, cái này mà quên đường về nhà mày ngu quá nha. Ngu nè, ngu nè. Ngu nè, mày quýnh lại tao luôn hả? Quýnh lại tao luôn. Chắc hôm nay là tao với mày cho nó ở trong chuồng con chim đi, tại vì con này cũng thuộc loài chim. Nó cũng thuộc họ chim săn mồi vậy các bạn. Ê mày bắt con gà. Ơi, con gà này vui nha. Nó chạy thẳng vô nhà mình và nó chạy thẳng vô tủ sách luôn mày. Điên không? Con này láo thiệt chứ. Con này láo đúng láo luôn á. Ok bây giờ thì mình sẽ làm một cái loài mới. À quên, trước khi làm thì đi múc nước cái đã. Ê gà đi theo tao kìa. Dụ nó xuống đây đã. Dụ nó vô nước. Đi dạ. Ai cho nó ra ngoài đâu mà nó dám ra ngoài. Tao đi tham quan ở trên này. Cái chỗ này là chỗ của nó mà nó dám trốn ở chỗ khác. Nước vô này. Thì mình sẽ làm cái cục. Mày đâu đi đâu á? Cái này đúng không ta? Mình nhớ mình rửa cái này đầu tiên. Mình phân loại ra rồi. Cái này nó sẽ ra một cái con thứ nhất phải rửa xương ra thì mới biết được. Tao vô đọc sách đây. Ê, con này không phải, con này Delta, nhầm rồi. Con này là Delta, ấy chết. Tao đi đọc sách đi, làm gì cho chăm chỉ vô. Con này là Delta, nghĩa là con nào ta? Hình như là con 59 nè. Chết tiệt thiệt chứ, mình xếp mình hỏi cái mình quên hết trơn luôn. Hy vọng đúng. Ok đúng rồi. Con này thì nó lỗi tên nhưng mà may mắn là mình đã tìm hiểu kỹ rồi nên mình mới biết cái được cái tên chính của nó. Thì cái này thì mình phải dùng cái đầu này nè, mình phải đi rửa ra, mình rửa xương luôn á. Phải dùng cái máy fossil grinder này nè. Mình rửa ra được cái đó chính là cái con Achillobato. Cái tên đọc hay quỳ quá vậy. Con này là thuộc loài của một cái loài chim chim săn mồi.
Con này còn có một cái nghĩa, cái tên rất là hay nha các bạn, đó chính là khủng long hông thằng lằn. Nó có nghĩa là một thằng lằn chạy. Nó thuộc họ 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 loài chim nữa, là một loài thú nhỏ và có lông chạy rất là nhanh, mà nhưng con này là thuộc giống mà bự nhất luôn. À, mình bây giờ thì cần rửa hết cái này để hết xương. Ê mày, mày nấp người đó làm gì vậy đây? Mày nấp mày rình ta đúng không? Vãi tèo, nó đứng ở trên đây nó rình mình nè các bạn. Nó đứng cái này nó rình xuống nè, vãi tèo. À, bây giờ mình đi múc nước thêm. Ừ, mày đọc sách đi, mày đừng có cản đường tao làm việc được rồi. Chứ mày có biết làm gì đâu. Mày chăm chỉ nghe chưa? Thôi con này chắc mình cho nó ở chung với cái lồng chim đi cho nó đỉnh. Mày thấy đúng không vậy tì? Cái con đó đó. Mình có hai cái đầu của con Teresino School, có nghĩa là mình với dây tây đào được cái đầu con Teresino School là cái này nè, cái 63 là cái hàng đầu tiên này, là chúng ta được con Teresino School rồi. Rồi đào gì mà đào chết bỏ đâu mà lại ra cái đầu con đó nữa. Delta School gì bạn, kêu mình làm Gigant, tại vì Gigant giờ mình chưa đủ, mình kiểm tra hết xương rồi thì chưa có mẫu xương của Gigant hay là T-Rex. Nếu mà đủ thì mình làm liền cho các bạn xem. Thì bây giờ thì mình chỉ canh vào cái đầu này, lấy cái đầu này đi rửa. Hù. Được ba cái mô rồi cơ. Con này hên dữ trời. Cái mô con này nhìn như cục cục cứt kia. Có một khối vuông. Mày đừng có làm biến đâu, mày kêu tao lẹ lên nha. Ê, tao đi kiếm cái đìa này con cá tao làm cho vui coi nào. Con ba chi, ô sau đó là con cổ dài, mình biết con này. Que 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 con que đâu rồi, mình kiếm cái con cờ o e đâu rồi. Khó nha. Kiếm không ra rồi. Ủa nó đâu ta? Lúc thì mình thấy nó rất là nhiều và lúc mình chẳng thấy nó đâu hết là sao? Thấy đâu hết. Thùng này đúng không? Đồ đồ. À đây một con. Đâu rồi. Đây hai con, chính là hai con. Ba con. Ok ba con, mình kiểm tra hết mấy cái rương rồi. Bốn con, hãy cho mình biết mà. Ai la giờ này vậy trời? Thật là ồn ào. Cái gì nhỉ? Hết nước rồi. Mày điên hả mày? Mới làm cái xong chưa đó là sao? Thôi mày ngồi mày ngủ đi. Bây giờ xong tao kêu mày. Mày phế cũng vừa phải thôi chứ. Bây giờ thì mình sẽ đi phân loại mấy con mà mình có rồi, chính là con Stego trước đi nha. Không, đầu tiên gộp con cá này vô đi, chứ để quên nữa. Giờ chúng ta sẽ canh gộp con cá này trước. Cái này có nghĩa là có rồi. Hai hai cái đầu trâu. Rồi, được ba cái này nữa, phê thiệt chứ. Cái con này dễ làm ghê ta. À, 52% đúng không? Vô luôn đi. Nó bắt đầu lỗi mod rồi hay sao á? Không phải lỗi mod mà nó lỗi kiểu như dạng tên á. Đây nè, mình mới đi dục mấy cái DNA của con mẹ Bertinadon. Mình gặp con Bertinadon là mình dục bớt rồi đó. Ê, Yeti, mày đi sắp xếp những DNA cùng tên đi, Yeti. Có nào cùng tên đi, tao nhìn tao rối quá mày. Ankylo. Cái đít store đít ấy. Bên thùng này nè, cái rương này nè, ở cái rương đó đó. Xếp con nào phân loại cùng tên, cùng tên, cùng tên là làm cái biển ra. Mày lên chỉ ấy nè. Đi đi theo tao, đi theo tao. Đây nè. Giờ mày đi lên trên trên lầu 2 nha.
cái mày làm một cái rương, mày làm full rương ở đây luôn, cái mày làm cái bảng tên á, cái bảng tên có thể làm được á, BA cái bảng tên. À, mày tự kiếm cái bảng tên đi, nó có thể là note được cái bảng cái thùng nó tên Là con cái gì thùng con là gì. để con gì? Thì có con gì mày để vô đó, ví dụ con Bertenadon, không phải con Trike cái chi cơ, còn Ủa rồi mắc công chạy lên chạy xuống lấy mày. kệ nó chứ, ở dưới chật chội khó chịu. Nó biết bao nhiêu lời mà nói. Tại vì ở dưới là nhà ở rồi, nhà thiết kế rồi, giờ mày để cái thùng vô nữa, bao nhiêu thùng cho đủ. Tao nghĩ làm ở trên đó là chuẩn nhất rồi. Chạy lên cực mà nhưng nó sẽ ok. Cái thùng nghiên cứu làm cái thùng nha. Cái Satego. thùng làm sao? Cái rương mày mới biết làm hả mày? Cái rương mày lấy cục gỗ mày làm khoanh hết vô là ra cái rương. Trời, con này đúng nó phế thiệt. Trời. À phải có miếng kem làm cái rương nữa. Đúng cù bắp luôn. Đi vô đi đi chặt gỗ đó làm luôn, có bốn cục gỗ được cái kia rồi mà còn đi kiếm nữa, tao cũng quỳ mày luôn á. Có làm phải làm thành cái gỗ cắt không? Hả? Cái chỗ cắt gì không hiểu. Ý là gỗ thành cái ván gỗ. Làm thành ván gỗ mới được đúng không? Ván gỗ sồi á. Ơi, cái nào vậy? School name đúng không? Được ba cái T-shop, trong công nhận cái này T-shop nhiều thiệt chứ. Wow, chết cha, cái này mình không biết phần trăm này mới căng nè. Cái này khổ quá nè. Bỏ vô nó không biết tên luôn nè các bạn. Làm con này thì nó hơi khó mà nhưng thì sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái con Stego trước nè, làm một cặp nè. Lúc thì thấy Stego nhiều lắm mà lúc thì đi kiếm thì không thấy đâu hết. Holy shit. Chúng ta có Stego 70%. Ok, 3 chi đúng không? Ba chi luôn, ba cái. Trời ơi, đĩa nhìn rối con mắt luôn. Cái gì? Đi chặt gỗ đi, gỗ thiếu gì trời. Cái này thì hơi cực một tí mà nhưng mình nghĩ là mình sẽ cố gắng làm được. Để bao giờ khi cái này nó không chạy nữa thì mình biết là nó 100% rồi. Vì con này nó rất là đẹp nên là mọi người hãy cùng làm với mình. Ừ, con nó đẹp lắm. Lấy đĩa xuống, lấy đĩa Làm mấy xuống. cái rương ta, mấy cái rương thì được. Thì nhiều lên càng nhiều càng tốt, nó thì càng nhiều càng tốt. Bây giờ nó vẫn cứ chạy phần trăm là chắc chắn là nó vẫn chưa 100%. Làm một cái con mà chúng ta không biết về thông tin, thông số của nó thì nó hơi khó một chút. Bảy cái rương rồi. Làm nhiều lên. Làm tầm 64 cái rương á. Đánh gì ghê vậy? Thì mỗi rương mỗi con cho nó dễ. Chỗ đâu mà để 60 cái rương? Xếp chồng lên thím ơi. Gà thiệt chứ. Xếp kiểu dạng cái kệ đó. Xài cũng hết à chứ mà để cho trong Cho nó rương đẹp chứ ở trên nó có làm cái gì đâu. You understand? Gà quá không biết cái gì hết mà. Khổ, không có khổ đâu. làm cái rương vuông nhỏ thôi là được rồi. Ừ, làm cái rương nhỏ thôi. Trời, nghĩ sao làm cái rương bự khùng không? Nhớ làm cách ô nha, nếu mày để gần là nó thành dính á. Kilo 13%, quá phế.
rồi, chơi được 100% nữa. Con này mình tin là các bạn hay thích nó. Nó hình như là nó bằng cái tên của nó, hình như là Tivosaurus hay sao ấy. Nó có tên cũng khá là hay. Thôi để tao làm hết cái mớ gỗ của anh. Gỗ tao có 30 cây nè, mà thôi tao không cho mày đâu, để tao dùng chứ. Tao có 4 mấy cây xài mấy bữa giờ. Trời, một cây gỗ được 4 cái ván gỗ mà 30 là 120 cái ván gỗ rồi, biết không? Biết không? Trời ơi, bao giờ mới được 100% trời. Trong đây có hai bớt con Indominus Red nữa các bạn. DNA nè. Mình nghĩ DNA 100% của con Raptor, 100% của con T-Rex sẽ được con Indominus Red, mà nhân giờ chúng ta chưa có đâu. Mấy gì mà chạy hoài mà 100% bao giờ mới đủ trời. Bắt đầu trong đây còn nè, còn cái fossil của nó. Mình phân loại hết ra rồi thì dễ kiếm hơn. Nói chung là phải phân loại ra, tại vì cái này là cái cục này rất là khó. Ôi chết mẹ, không phải rồi. Phân lộn, phân loại lộn rồi. Lộn địa chỉ rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ta bắt đầu rối rồi đó, ta phân loại lộn rồi. À không sao, không sao. Mình có thể dùng cái kia để mình làm ra T-Shop mà nó có thể bắt được mà, đúng không? Kệ chơi luôn. Phải tèo thiệt chứ, cái này nó chạy tới bao nhiêu mới đủ ta? Vẫn chạy được nữa hả? Hồi nãy giờ 8-9 cái đĩa rồi đó. Để mình lấy cái con ru góp này ra coi. Không biết được bao nhiêu phần trăm đây luôn nè. Ôi, có thể chạy ăn gian không ta? Mình thử bỏ cái đĩa 71 luôn coi. Không được luôn hết trơn, nó không chạy chứ. Coi, bỏ vô đây coi. Ở đâu rồi? Bỏ vô, chạy không? Chưa đủ phần trăm là cái chắc cú ơi. Tưng tưng ta răng tưng tưng, đói, chúng ta được 5 cái rồi này. Phải không? Lấy cái đầu này, về nó to là không được rồi. Cái con này chắc mình nhiều lắm rồi nên là mình nghĩ là đi lấy nước nữa chứ. Bỏ vô nào. 6 cái đầu. Chúng ta sẽ tiếp tục. Chưa đâu má. Mày nghĩ cái này làm nhanh lắm mà. Mày nhìn tao làm bao nhiêu lần rồi mà mày không biết đó mày. Ok, chúng ta phải quay nữa. Trời ơi, thật là đuối quá đi đó mà. Ơi, cái này bị lủng rồi. Quá nhiều cái cây lắp lại nào. Đi kiếm cái đĩa này con cá tiếp nào. Ồ. Không có con cá ở đây. Cái này. Không có con cá. Ê, có Stego. Ha, ok. Ok, Stego here. Mày làm cái gì vậy? Oh yeah, chúng ta có để con Stego cũng được. Đồ đồ má ơi, má ơi, đồ đồ. Đồ đồ không dùng đâu. Ba chi đung keo trigger, holy trigger. 100% rồi, mình sẽ có con Stegua thứ hai. Trong thời gian đó thì chúng ta phải, trong thời gian làm các con khác thì cứ chờ đợi con này thôi.
Chi cơ thì mình nhiều rồi, thôi mà không có nên làm con nữa không nhỉ? Có hai con rồi mà. Ừ, nghĩ chi cơ không cần ở đâu, tại vì nhiều quá nó sẽ loãng. Không có thể mình làm nhiều để vài bữa làm trận chiến khủng long trong đây sao? Ồ. Nhà rương như này Đâu tôi lên tôi coi thử coi. Coi mày làm được cái gì rồi. làm thì mới gỗ mới được. Gì đi rình tao hả? Gắn bảng tên vô má ơi. Có cái bảng tên nữa gắn vô rồi ghi chữ vô. Sao Kiếm đi cái bảng tên nó vô ồn mà. Cái đó hình như là cái để đi chặt mấy gỗ. cái đó cái sai hay sao á mà tao không biết tên tiếng Việt nó là cái gì hết. Rồi mình hết cái xô nước rồi trời. À, lấy nước lúc nào cũng phải lấy nước trong người hết. Bẹp 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 bẹp. Một cái đĩa, hai cái đĩa, ba cái đĩa. Đấy, chắc chắn là cái này luôn, mình biết rồi. Rồi, có DNA của con này rồi, bỏ vào đây. Tìm ra quả trứng đi, chưa chưa chưa. Tìm ra một cái mũi kim tim. Đấy. Rồi chích vào bà gà. Alo, chích vào quả trứng gà. Vậy là tất cả khủng long đều hồi sinh từ con gà hết rồi trời. Thật là ảo tưởng. Không mà đúng mà. Ra con đực cho nó mạnh mẽ. Thôi, ra BD đi, ở giữa đi. Thôi, ở giữa mất công nó không chạy nữa. Chạy không? Ôi, vẫn chạy tiếp. Cái này chắc hơi lâu à. À, Bây giờ mình dư lên là cả mớ gỗ. phất kích tinh vi. Nãy giờ chẳng lẽ làm xui tới mức mà ra từ 10% tới 5% không sao? Cái cục này nó ảo ảo sao á. Nãy giờ cho vẫn chạy nữa. Ơi. Cảm thấy bất an vãi luôn rồi đó. Cảm thấy bất an lắm rồi đó. Cái này bao giờ được 100% trời. 100% chưa chạy thử coi. Trời ơi, cái phát đó là phát cuối luôn. Không, nhưng mà mình muốn test lại cái này. Để giờ nó ra một cái đầu nữa đi. Ra bốn cái đi. Mình mới test được cho mọi người xem lỡ là nó có bị lỗi hay không. Nó bắt mình làm như một con điên ấy. Mà trong khi nó đã full 100% rồi. Cái để 100% rồi mà không biết DNA nó DNA con gì luôn á. Đụng vô là nó mất, đụng vô là nó mất. Nó không có hiện thông số gì hết. Con nó dạng như là con ấu ảnh. Thôi mặc kệ đi, mình có tốn thời gian test làm gì mệt quá. Mình cũng thấy mình rảnh lắm. Trong khi mình đợi nó nãy giờ. Thôi kệ đi, nó lỗi cũng được. Mày làm gì vậy tim? Vãi mày dùng xuống hồ nước mày. Cái nước này tao để dùng đi rửa xương khủng long. Mày dùng cũng phải đàng hoàng một chút chứ. Cái đồ làm biến này tao đập mày rớt xuống nước mày lượm lại nè. Dục ngoài đây nè nghe. Cái chỗ dục đồ ngoài đây không dục. Ngoài đây, ra đây tao chỉ cho. Nè, cái hố nước này nè, cái hố này dùng để dục đồ không chịu dục. Ở đây nè ba. Đây nè. Nó dục xuống cái hố đó đó. Ừ. Bữa sau đi xúc dung nham vậy tao đổ cho mày dục cho đã. Đi qua xúc dung nham ở ngoài kia kìa, gần mà. Mình làm thêm cái DNA cho con này. Làm một cặp mới đã. Ôi, bây giờ nó mới hiện lên DNA 100% nè.
đúng điên luôn á. Con này rất là khó nên là mình sẽ rất là quý. Trời, nhanh dã man. Dã man con ngang luôn. Rồi tiêm vô quả trứng gà. Ok thì mình đã trở lại rồi. Cái nãy thì game nó bị crash rồi, crash bung game luôn. Mình không còn cách nào là mình phải backup lại cái đoạn lúc cái lòng chim vừa xây xong. What the fuck? Con chim nó xảy ra ngoài nữa rồi hả? Ủa, che lại rồi mà sao lại xảy ra Ok nữa? ok ok được rồi. Thì nó bị mất hai cái chuồng, đó chính là chuồng con Trike và bắt có chuồng con Therizinosaurus. Thì hai cái chuồng này chắc là bữa sau mình sẽ xây lại thôi. Chứ bây giờ nó mất rồi, không thể xây lại được. Rất là tiếc luôn. Chắc bữa sau mình sẽ backup, không phải không backup nổi nữa các bạn. Mình cố phục hồi file mà nhưng không được. Chỉ còn được cái may là cái lòng chim này xây rất là lâu với lại cái ba cái chuồng này thôi. Cái đường đi con Yeti nó giờ nó đang phải phục hồi lại nè. Làm cái đường đi là mấy lần rồi? Thôi đi mày, cái số mày làm đường đi mà. Chứ lại ở trên cái khu này thì mất hết trơn rồi. Mấy cái thùng hồi nãy mất hết rồi. Thôi kệ đi, mình phục hồi lại chứ không là không chơi được cái mod này nữa luôn á. Mình thì vẫn có con này nè, đây nè. Con này mình để mình bắt nó cho mọi người xem. Mình ấp được ba con mụ này là một hai con đực với lại lộn, hai con cái với lại một con đực. Chắc là có lẽ là mình sẽ nuôi nó trong cái lồng chim tại vì nó là thuộc họ họ chim mà, nhưng nó là một loài săn mồi ăn thịt với móng vuốt rất là dài, kiểu như nó to khoảng bằng con rắp to luôn ấy. Ở giơ tay vô con này, giơ tay rồi làm tiếp, vô đây, vô đây, nhanh lên, vô đóng cửa lại, con chim nó bay ra. Bây giờ mấy con mụ này ham xảy ra một cái là bay. Con này nhìn đúng ghê luôn mày. Đâu? Đây là con cái nha, con cái mày thấy con cái đẹp không? Có làm gì á? Đấy, Này con gì á? con này chính là con khủng long đấy. Làm gì? Nó Nó tên, làm cái gì mà tên to của vậy? nó là ba chi gì nhỉ? Mày né ra coi, giục ra, nhắn quy, giục cái cây ra, mày lượm cái cây của tao rồi. Ủa có lầm hả? Ừ, giục ra Không đâu. trong ô mày, nhắn lúc e lên mày tắt game mode 1 đi rồi mày thấy à. Biết rồi ha. Mà không có nè. Có chứ sao, này nó hút vô người mày rồi mà. Có gì đâu. Cái hình Cái hình cái hàng cái rào đó. không có. Má gì làng bàng đứng gần làm gì trời. Ok, mình đã có lại rồi. Đây, con này là hai con cái và một con đực. Con này nhìn nó giống như là con rắp to vậy. Con nào không được, nào không cái. Con ở giữa là con đực á. Và hai ở ngoài là hai con cái. Con cái nó màu trắng và nó không có cái lông trên đầu. Ủa, các bạn nhìn đẹp ghê không? Bây giờ thì mình sẽ xích tụi nó lại. Thả tụi nó ra đi. Thả nó chạy lông nhông sợ mất quá. Rồi, tập sau thì mình sẽ vô là mình sẽ thả nó ra ha, để mình để đây, mình để mình cho ăn đó, để tí nữa mình cho ăn đó. Chứ giờ mình mà làm cho ăn nó sẽ rất là lâu. Được rồi, chắc mình sẽ dừng video ở đây thôi. Bye bye mọi người nha. Nhìn nó dễ thương quá nè. Ui, con màu đỏ nhìn đỉnh ghê ta. Nhìn nó giống như rắp to vậy.